Bà ơi, cháu là ai đây? Cháu tên là Vân. Cháu đi học ngang đây, thấy bà đang tìm đường. Bà về nhà bà? Ừ, bà đang đi tìm đường về nhà đây. Vâng. Nhà bà ở đằng kia kìa. À, thế để cháu đưa bà về nhà nhá. Đứng lại! Đứng lại! Bàn bàn tivi. Này, hôm qua tôi mới học được điệu nhảy của Michael Jackson nè. Nghe thế. Tôi nhảy xem à. Được chưa? Trời ơi! Tớ còn lắng nghiệp dư quá, chưa nhảy được à. Hình như ở đằng kia kìa, có bà cụ bị mù hay sao, bà đấy đang tìm đường hay sao ấy nhỉ? Tớ cũng thấy thế đấy. Thôi kệ bà ấy đi, ta đi về đi. Thôi, cậu về trước đi, để tớ lại tớ giúp bà cụ ấy đi về nhà xem sao. Ui giời, cái cậu này toàn lo chuyện bao đồng. Ở cái xã hội này biết bao nhiêu là mảnh đời bất hạnh hơn bà cụ ấy nhiều. Cậu mà lo ấy, có mà lo cả đời cũng không biết. Thôi đi về đây. Cậu cứ về trước đi, tớ lại tớ giúp bà ấy một chút mà. Thế cậu để tớ đi về một mình à? Về trước đi. Hôm nay tôi đi với cậu về sau. Bà ơi. Bà ơi. Cháu là ai đây? Cháu tên là Vân. Cháu đi học ngang đây, thấy bà đang tìm đường. Bà về nhà bà? Ừ, bà đang đi tìm đường về nhà đây. Vâng. Nhà bà ở đằng kia kìa. À, thế để cháu đưa bà về nhà nhá. Bà cho mình về nhá. Dạ vâng. Đây bà cẩn thận. Bà đi cẩn thận nhé. Con kia không có người lớn, mình phải hành động ngay nhân lúc vắng người. Này, hôm qua cậu dẫn bà cụ về đến tận nhà cơ à? Ừ, thật mà. Kinh nhờ, cho cái kẹo này. Ừ, tôi xin nhá. Tôi mới vừa mua đấy. Kẹo này ngon đấy nhờ. Chuyện kẹo xịn mà lại bố tôi mua tận Hà Nội đấy. Thế cơ á? Không tin cậu bóc ra xem. Đằng kia ngoan cao phía sau kìa. Bắt cao. Đứng lại. Đứng lại. Bà ta đi mất rồi. Bà ta chạy thoát rồi còn đâu nữa. Thật đấy. Thôi cũng may. Em ấy không sao rồi. Em có sao không? Không, em không sao. Em không sao là tốt rồi. Thôi, bây giờ em cũng về nhà nhanh lên. Đường thế này nguy hiểm lắm. Ở đây lại còn vắng vẻ nữa. Cảm ơn hai chị nhá. Ừ, em đi về cẩn thận nhá. Em có đi về nhà được không? Để anh chị đưa em về. Thôi, em đi về được. Nhà em cũng gần đây thôi. Đi cẩn thận em nhá. Vâng. Này, bây giờ nguy hiểm nhá. Mà nãy tôi cũng thấy không phục cậu đấy. Cậu là con gái mà cậu dũng cảm mạnh mẽ thật. Tớ lúc đấy nó thật là tớ cũng sợ á. Nhưng mà thấy cậu chạy thì tớ chạy theo thôi. Tớ cũng chẳng biết gì đâu. Có gì đâu. Trên đời này còn nhiều người tốt hơn tớ nhiều ấy chứ. Ừ. Thôi, bây giờ tớ phải học hỏi nhiều ở cậu ấy nhỉ. Lâu này tớ thấy tớ vô tâm quá, không quan tâm đến người khác. Sau lần này chắc tớ phải suy nghĩ lại thôi. Cậu biết thế là tốt rồi. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.